Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, còn mấy ngày nữa mới đến Tết Kỷ Hợi 2019. Trong những ngày này, đi bất cứ thành phố nào tại Hoa Kỳ có người Việt sinh sống cũng đều thấy không khí Tết tràn ngập. Từ trong nhà ra đến ngoài đường, các khu chợ đã rộn ràng không khí Tết với những màu sắc của mùa xuân làm cho lòng người xao xứ thêm nôn nao. Vũ Nhân có mặt tại thành phố Denver, tiểu bang Colorado. Xin gửi đến quý khán giả những hình ảnh và tâm tình sau đây. Thưa tôi tên Dương Khang, tôi sống ở đây từ 1976 tới bây giờ. Cộng đồng người Việt ở đây thì chỉ khoảng 35.000 người thôi. Như thông lệ ngày xưa ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có bánh chưng, bánh tét, dưa món, rồi củ kiệu, tôm khô. Những cái món ăn mà thuần túy của dân tộc Việt Nam thì làm sao quên được. Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi. Thì Tết nhất bạn bè cũng tới nhậu lai rai vài chai đại khái như vậy. Sử Ngọc Minh xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả trong đài SBTN. Tuần lễ vừa rồi thì cũng một cái cơn tuyết vừa tan mới xong, thành cho nên bắt đầu từ ngày hôm qua và ngày hôm nay và liên tiếp tới vài ngày nữa thì chắc chắn là mọi người sẽ đi chợ Tết rất là đông. Em tên Tòa Nguyễn. Ngày Tết thì em cũng xài tiền cho cái chợ này cũng rất là nhiều. Em có mua một cái phong pháo dài 15 feet đó. Rồi bưởi, rồi xoài, rồi vú sữa, cầu dừa đủ xài đó. Dạ, con tên Kathy. Con ở thành phố Denver. Ở đây là giống nó không có đồ chơi mà giống nó cũng vui lắm. Mấy cái người ở trời đây cũng nice. Mua cái gì? Mít, bưởi. Dạ, em tên Hùng. Dạ, nói chung là cái Tết ở Denver này, tuy rằng người Việt Nam ở tiểu bang này cũng không có nhiều giống như Houston, Cali. Nhưng mà người Việt Nam ở đây họ cũng vẫn đón một cái xuân là cũng đầy đủ ý nghĩa. Một cái Tết ở một cái xứ lạnh nhưng mà cái tình thì rất là nồng. Dạ, thưa tôi tên Thành, Thành Lương. Tôi cố gắng làm cho xôn xao tí xíu để người dân nó có đỡ nhớ quê nhà. Chứ thật sự là làm như vậy thì mệt tí nhưng mà vui. Tôi tên là Nguyễn Vạn Thắng và tôi cư ngụ ở Denver, Colorado vào năm 1975 cho đến giờ. Cái Tết là năm nay thì chúng tôi ở Denver cũng được may mắn là cái thời tiết nó cũng được ấm áp. Và Colorado chúng tôi cũng có những tổ chức qua các hội đoàn cũng như là ngày 15 và 16 tháng 2 thì sẽ có cuộc hội chợ. Cũng riêng tại các nhà thờ hay là các tôn giáo khác thì họ cũng tổ chức các hội chợ. Như là nhà thờ giáo xứ Nữ Vương thì tổ chức vào tuần vừa qua. Tết, con thích cái gì? Con thích cái lì xì. Mừng năm mới, dồi dào sức khỏe và sự như ý. Mừng năm mới. Vũ Nhân, tường trình cho đài truyền hình SBTN từ thành phố Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ.